Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Nam Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Hôm nay là cuối tháng rồi. Mình ghé nhà bà cụ mà có hoàn cảnh khó khăn ấy, bà cụ neo đơn. Đấy, tặng gạo cho bà với hỗ trợ bà ít rượu ăn với muối hàng tháng cho bà. Bây giờ trời mưa rồi. Mưa rồi, mới đến nơi là mưa lắc lắc luôn. Anh vô đây rồi, tôi ra rồi. Mưa rồi Nam ơi. Đây. Dầu vậy đó, đa. Mưa rồi. Anh em mình mới quay ở ngoài kia xong, vô tới nơi là mưa luôn mọi người. Tranh thủ ghé vô đưa cho bà ít gạo. Chắc đây muối với dầu à? Dầu ăn với là muối với gạo hàng tháng. Wow. Bà hôm nay mới làm cái bếp đây nhỉ? Ờ. Cái chỗ cái bơ này mình có trồng được được bầu không ta? Trồng được. Trồng cho nó leo lên đây cho bà ăn nhỉ? Ờ. Mai mốt lấy mấy ít giống bầu ở đây trồng ở đây này. Cắm thêm mấy cọc. Cắm mấy cái cọc ở đây. Cắm thêm mấy cọc. Cho leo lên cái cây bơ này luôn được mọi người. Mắm à. Bỏ ra đi à vô. Dạ từ đây. Bỏ ra rồi. Bà bỏ ra rồi, bỏ ra rồi. Bà thấy mình đến bà mừng. Dạ. Ờ. Ờ. Eo Vicky. À, Ferrese Arroy cùng Olio Sali Abo Comeda. Ese Azura Mama Metelendro. Mang một nhà cho bà đi. Đi lắm. Ở đang nấu cái gì ạ? Bà đang nấu gì khói lắm. Đây phải mở cái cửa sổ chứ thế này thì không được đâu. Khói nhỉ. Ngồi nấu thế này thì ngạt mất. Đây, bữa bóng đèn. Bóng đèn hôm bữa mình tặng bây giờ nó khói nó ám lên vàng luôn này. Ờ. Anh cầm này, anh coi, coi. Bật thử đèn lên coi còn sáng không. Rắc vô xe Liga Lambada. Yêu. Đây là bế lên. Ông này nặng phết nhỉ. Sao vô xe nặng thế. Ông này nặng quá. Vô xe. Bé. Vậy là vào sáng nhá. Vậy ok. Avo. Aquí tengo que hacer un janela. Aquí fumo. No está bom. Você vai aplicar. Mãe, até eu vou ligar para a janela. Não nghe được. Aqui, falar com a avó aqui, cozinha aqui, fumo muito. Sim, muito. Bỏ một cái cửa sổ đây, cho khói đây. Fumo vai, ta là. Ok. Cái này, ở trong này mà nấu ăn kiểu này là bị hút khói luôn các bạn ạ. Khói, mình không chịu được đâu. Bà nấu quen rồi, bà chịu. Không biết bà đang nấu gì. Hôm sau mà nếu mà... À, nấu đậu. Đậu. Phải không? À, như cái phòng nấu ăn này của ba mà nếu mà có thịt mà treo lên đây thành thịt sông khói đấy. Thật đấy chứ. Thành thịt sông khói luôn đấy. Cái bóng đèn mới một bữa thôi bây giờ nó ám vàng hết rồi. Cái này phải mở một cái ô cửa sổ cho bà. Hôm sau nằm vào đưa cái cửa sổ. À, đưa một anh thờ vào. Thờ, đục cái cửa sổ bên này. Cho khói ra ngoài. Đục đi hai viên block. Sao làm cái mấy cái thanh gỗ chắn cái thế này không ổn. Khói lắm. Wow. Ngồi đây tầm 3 phút chắc ngạt chết ngạt ạ. Để hôm sau người ta quen rồi các bạn. Nhưng bà chắc quen rồi. Hôm nay sạch sẽ phết chứ nhỉ. Bà ở một mình ấy mà sạch sẽ. Sạch sẽ lắm. Nhà cửa quét dọn rồi đồ đạc ngăn nắp lắm. Sạch tưng luôn. Tưng luôn. Đây, xong nồi ngăn nắp. Mấy cái này để
để rây bột này thì chắc khói nó bá chắc không 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 rây được. Rồi. Này, khói nó bá luôn các bạn. Ui giời. Cái này hôm sau mở cho bà cửa sổ gấp. Không nấu ăn thế này. Did lạc phala của mama đã taki arroz nha. Taki olio y sali. Unami của mama. Amai. Etali, tao con nè 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 có cái cục gạch mà ngồi mà nó thành bóng luôn này. Cục gạch bà ngồi mà ngồi nó bóng luôn, nó bóng loáng luôn này. Cái này chắc phải ngồi mấy chục năm rồi. Lâu đời lắm rồi. Đẳng cấp đấy. Đây này, mặt này thế này đây coi này. Bình thường là nó như vậy này, nó là cục block mà. Cục gạch như vậy. Gạch đất đỏ. Gạch đỏ. Xong rồi ngồi nhiều quá là thành như vậy, bóng loáng rồi. Bà gạo chưa cái hôm bữa mình nhà đưa hàng tháng vô chắc hết rồi, giờ mua thêm một bao, một tháng một bao thì bà ăn cả bà ăn thoải mái đầu với bột kèm thêm rồi. Mà phải là cái bà nói bằng tiếng đồng bào mọi người cho nên là anh em mình cũng không hiểu lắm. A mãe disse que aquele dinheiro que o chefe não lhe oferecia é que ela preparou, guardou, que fez construir com a cozinha. Cozinha fora? Aquela cozinha? É. Ah, ba nói là bữa trước năm cho ba tiền đúng không? Vâng. Thì ba bảo ba nhờ người và mua đồ làm cái nhà nấu ăn ngoài kìa. Cái nhà bếp đây đấy đúng rồi nhỉ, có nhà bếp rồi. Cái nhà bếp mới đấy. Là cái tiền trước năm Nam có cho ba. Vâng. Và bà làm cái nhà nấu ăn đấy để chuyển nấu ăn ra ngoài đấy. Đấy. Ok, tá bom. Đây có đây này, có cái nhà bếp đây này. Mình ra quay cho mọi người xem cái nhà bếp. Ba đúng rồi. Nói tiếng địa phương các bạn ạ. Đấy, mình chỉ hiểu được những cái câu nó vừa thôi, phải nhờ anh đi lạc phiên dịch. Bọn ta. Đây. Đây bà có làm một cái nhà bếp ở ngoài đây rồi mọi người. Đấy, nhà bếp làm cũng giống ở trong bạn anh em mình làm nhưng mà cũng khói đấy. Không, nhưng mà nó còn thoáng hơn. Thoáng hơn ở trong nhà thôi. Thoáng. Hôm sau mình cắt cây tranh đi. Vâng. Hôm sau vào mà mở ra ba cửa sổ đấy mình cắt cái tranh cho nó bằng này. Đó, nó gọn gàng này. Rồi xong nấu trong đấy được. Nấu trong này. Mấy cái ô kia là người ta trừa ra để cho khói nó thoáng thoát khói đấy. Vâng. Thì mình vào. Không thì mình mai mốt mình làm cho bà cái bếp. Làm cái bếp xong cho lên cái lỗ kia kìa. Khói đi ra ngoài đấy. Đấy, người ta cũng trưa cái lỗ để khói ra đấy. Làm cái bếp đấy. Chứ mùa khô thì nó không có mưa đâu mọi người. Mùa khô vậy là ok. Chuẩn bị còn mấy bữa nữa là hết mùa khô rồi. Đấy, cầm cái kéo vào cắt cái này này. Cho nó chặt hết cái mái đi cho bằng thì còn nó đấy. Đẹp. Đấy, rồi cho coi. Bà tiền mà bà còn cất để đấy. Làm cái nhà nấu ăn đây các bạn ạ. Bà kỹ ấy. Bà kỹ lưỡng ấy. Mình đưa tiền là bà không đi mua lung tung đâu. Đấy, bà làm cái bếp, kêu người đến làm dùng cho bà cái bếp để nấu ở đây. Tại vì mình thấy ở trong nhà khói quá. Nhà khói, nhà này khói. Phải mở, nếu mà nấu ăn trong đấy phải mở cái cửa sổ như thế này, này. Chứ không nấu thế mình vào mình ngồi một tí mà nó ngạt luôn. Không, giờ làm cái bếp người này nữa thì ok rồi, trong nhà đấy cái này sẽ... mưa có vào không nhỉ? Không, mưa không vào được đâu anh. Làm dày thoải mái. Giống như ở chỗ em, cái chỗ này nó dốc, nó không xuống được. Ở bên này thì người ta làm cái nhà nấu ăn thì là làm kiểu theo hình tròn này các bạn ạ. Giống như lục lăng ấy, nhỉ? Giống cũng không lục lăng mà cũng không phải tròn. Nhưng mà đây người dân người ta làm được như thế này là chóp cũng được rồi. Tiền tiền cho bà để mua đồ hoặc thêm vào để ăn còn cất để làm nhà bếp. Nhà bếp. Ít nữa cho bà mấy nghìn nữa bà mua một cá bà ăn được. Mình có mua ấy rồi, nãy mình đi mà mình không mua cá nhưng mà để ít nữa cho bà ít tiền. Bà mua cá cũng được. Nên mình chờ mưa vào.
không vào được. Những cái này này. Cái chỗ đấy nó trũng thì mới ra vào, nó vào. Cái này chắc phải thêm cỏ vào. Cái này sửa lại đẩy lên cao tí là được. Tặng thẳng dưới. Tại vì cái cỏ này chắc ai lợp ấy chứ, lợp bình thường. Ở trên chỗ em lợp đâu có chạy xuống đâu. Cũng lợp cỏ này mà. Ừ. Với lại mới mốt mang ít giống bầu lên đây. Ở đây bên cạnh này có cây bơ mọi người. Anh em mình trồng ở đây, cho bà một vùng ở đây. Trồng xung quanh đây cho bà. Tổng ra đây này. Làm 4 cái cọc. Làm 4 cái cọc trồng ra đây này. Trồng vào những cái chỗ sâu sâu này này. Làm cái dàn lên. Ờ, sau làm dàn cho leo lên với trồng cái chỗ sâu này là đến lúc cái nước mà bà có rửa nấu ăn rồi kìa. Bà đổ ra đây. Và đổ ra đây thì bầu nó sẽ tốt và nó đỡ phải mua khô, đỡ phải ấy, đỡ phải tưới. Đây thì trồng cho bà một gốc thì... Một gốc thôi là bà ăn thoải mái. Gốc bầu. Nếu là nhiều quá thì bà bán được. Bà có thêm ít tiền, bà mua cá, mua ấy, bà ăn. Cũng ok. Đấy, nói chung là bà làm cái bếp này nên là thấy hợp lý đấy. Bà ở một mình mà nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn bóng lưỡng. Người già thế rồi mà còn có được đồng tiền được mấy nghìn mà còn cất để làm cái nhà bếp. Thôi bà cho bà tiền này. Rồi mình nói với bà luôn cái này. Để anh em mình về con đưa bà ít tiền. Đi lạc và phải lạc cùng mama. Tôi đã đi nhà mama chứ. Mama compra pesi. Nam đã và đã mama compra comida. Comida. Pesi, ok. Quando eu me disse. Você é muito sujo aqui por quê? Tá brincando muito, né? Eu não consigo andar bem, não consigo chegar na praça. Então, hoje é só porque hoje é domingo. Se não fosse domingo, o Fedik era para ir comprar peixe para a mamãe. Bà nhờ phải đi hay là đúng đến gù đi mua cá về dùng cho bà chứ bà cũng không có xe mà đi. Thế thôi cứ bảo bà cất tiền đi. Mình bảo anh cất đi hoặc ấy anh em mình về ngoài mua cho bà ít cá khô ấy. Bà cứ cầm tiền bà qua công ty này bà bảo mua gì. Qua cá đi nhẹ luôn. Pesci depois eu com Nam fala comprando vila. Vou mandar você o Fedi trazer aqui para mamá. Ok. Yeah? Mãe, é a ti, se ele quer um bom gueve. É no que ela vai tomar na Fedi. Ocho de nombi se va calando muy luego con los pongueros. Ocho. Se le ganó los pongueros. Đấy bà cứ cầm tiền ví dụ căng tin nhà bé tù bên cạnh này này bà mua gì cũng được, mua nước hay là bà mua gì. Bà đi cất tiền luôn ạ. Bà đi cất tiền luôn ạ. Bà đi cất tiền quá. Bà đi cất tiền. Vâng hoặc là đi nhà. Đấy, bà đi cất tiền đồng hoàng như không là mất. Mà cất đi. À, bà bị đau lưng mọi người. Thôi bỏ. Avô, tira dinheiro e compra cadimento, já? Cadimento bebê, tá bom, já? Để bà cất tiền đi, mình đi ra ngoài để cho bà cất tiền. Bà phải có chỗ cất tiền riêng bà đấy, bà một mình mà, nên là nhiều khi phải cất chỗ tiền đấy đàng hoàng như không. Vô trong ấy, ai vô lấy mất của bà này thì tội nghiệp lắm. Bà vô trong nhà là bà đi vô giường, bà vẫn để ý mình có nhìn cái chỗ cất tiền không. Nên là mình phải đi ra, bà cứ nhìn kiểu... Kiểu có người là bà không cất? Không cất, bà cứ cầm ạ, để mình đi ra bà mới lấy túi tiền để bà cất. Bà để ý mà. Bà kêu bà bị đau lưng với là đau chân không có đi được. Thì mình kêu lấy cái tiền đấy để đi mua thuốc về uống. Tí nữa về luôn mua cho bà cá. Thế nữa ghé chợ mua ít cá kêu phải đi hoặc là đi lắc ai đi vô trong này mang vô cho bà. Tiền đấy thì cứ để cho bà mua thuốc hay là gì đấy uống cũng được. Nói chung là cũng ok. Beto. Beto. Bà làm cái bếp cũng ok nhỉ. Cái bếp này ai làm cho bà không biết làm xong luôn đi. Hôm mai mốt mình kêu người vô làm xong luôn cho bà đi.
Bà cất tiền xong rồi. Dạ. Dạ vâng, tao để cho bà đi ra đi. Ông bà đứng nhậy, bà mệt nè. Má bà. À bố phê. Mình coi phim là bà cứ nhảy suốt vậy, đau chân. Dạ, đây. Xe ta. Đấy, để cho bà ngồi nhá. Giờ bà là cũng già cả rồi, đi là phải chống gậy rồi. Tai thì không nghe rõ. Nói thì mình nói câu được câu không là bà nghe thôi, còn phải nói là phải hét lớn lên thật to lên thì bà mới nghe. Chân tay thì bị đau chân này. À không. Chớt cả chân này đi. Đau chân này đi. Bà nói bằng tiếng đồng bào. Đi. Bà có em gái nữa cơ mà hôm nay không biết em gái của bà đi đâu mất rồi mọi người. Bình thường là bà có em gái nữa. Inamao Abo Tan. Em của bà thì đang bận, đang đi giặt đồ ấy sao ấy, đang giặt đồ ở dưới suối bên kia. Thôi tao bảo, chắc hôm nay anh em mình cũng đến thăm bà vậy thôi. Giờ anh em mình cũng xin phép đi về ra ngoài kia, chuẩn bị đi quay nữa các bạn nhỉ. Nên giờ anh em mình đi về. Mọi người mà thấy video hôm nay hay, ý nghĩa, like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Anh em mình đi vô thăm bà. Hàng tháng là quà. Vô tập bài để cho bà nghỉ ngơi. Để có tối là nói thì mà mẹ tia ra. À rồi. À rồi. Cú gì nhỉ? Cảm ơn. Dạ. À rồi. À rồi. Cảm ơn. Để ăn với đậu chứ thấy bà nói uống mỗi đậu không à. Không biết có bột ngô nào không mà thấy nấu mỗi đậu thôi. Ăn cùng với đậu cũng được. Giờ anh em mình đi về. Chào các bạn nhá. Dạ. Chào chào nhá. Dạ. Ayuda, olha, avô, ayuda, avô nhá. Dạ. Beto, vem. Muito obrigado. Bé tôi đấy trời. Hôm nay mặc áo len này các kiểu. Nhìn chán lên chéo này. Chào các bạn nhá. Chào các bạn đấy. Không chào các bạn à? Chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên là. Chào các bạn, tên Bé Tu. Ok. Sao đầu gì bột ngô dính đầy đầu này, về tắm đi. Có gì bà nha. Đôi đi nào bà nha. Này, quần áo này mặc mấy ngày rồi đây này. Quan tù đi à? Rob bà quan tù đi à? Vinsty quan tù đi à? Hả? Vai, vai cái giờ phải làm mama, là bà, rob bà nhá, bà nha. Tạm biệt. Bye bye. Anh em mình đi về rồi. Chào các bạn.